Ngày xưa mình cũng đi cày dữ lắm các bạn, cày như một thằng điên luôn á. Nhưng mà vấn đề ở đây á, ngày xưa mình không có nghĩ đến chuyện là mình cày để mục đích làm gì. Có nghĩa là mình có cày, mình có mục đích. Có nghĩa là mình cày, mình chỉ biết nghĩ tên là đóng tiền học thôi. Rồi cày để cho cái cuộc sống bên Úc này nó đủ để mà sống thôi. Cái đó là giai đoạn survival đó. Giống như em bây giờ em đi cày cũng vậy thôi đúng không? Dạ. Em chỉ để cũng y chang anh ngày xưa thôi đúng không? Nhưng bây giờ em là cày thì hồi năm em 19 tuổi, 18 tuổi rưỡi. Còn anh cày thì năm anh 23, 24 tuổi. Nhưng mà trước đó đó, anh đã có đầu tư và anh kinh doanh rồi. Mà anh lại nghĩ á, lúc đó lại suy nghĩ là người Việt Nam mình ở bên này rất là khó để mà kinh doanh. Tại anh có cái suy nghĩ đó nên anh không có mở cái đầu anh ra để anh đi học á. Thôi mới chết á. Đó. Rồi sau đó một thời gian cái anh làm xong anh nghĩ, ủa sao mấy bạn mình nó đầu tư sao nó thoải mái quá ta. À, ngay cả bạn ở bên Việt Nam cũng vậy. Nói chuyện về cái nó nói mày làm ăn được không, bên Úc làm sao sao. Thấy mấy bạn mình cũng đầu tư nó kiếm 500 triệu, 300 triệu, 700 triệu hết nó còn sớt à. Mà trong khi hồi xưa nó làm thua mình nữa. Đó. Thì bây giờ mình mọi người mình cày vậy, tất nhiên nó cũng ra tiền. Tuần thì kiếm cũng được 1.000, nhiều khi 1.500, nhiều lúc có 2.000 luôn. Nhưng mà mới suy nghĩ tiếp đi. Suy nghĩ tiếp là một thằng đi cày, dùng sức cày đến chết, cày đến mệt mỏi. Một thằng thì dùng tiền nó đẻ ra tiền. Bây giờ tính sao? Tính cái nào tốt hơn? Lúc đầu bạn rơi vào thế kẹt á, là bạn phải làm, là chắc chắn phải làm rồi. Nhưng mà làm đó phải suy nghĩ để làm gì, chứ không phải làm đó là cứ ngồi đó cứ cắm đầu vô mà làm. Không, không phải. Làm đó để mà tôi có được tiền để tôi làm gì đó. Sau khi làm xong cái chuyện gì đó thì cứ tiết kiệm cái số tiền đó, vẫn tiếp tục đi cày nha. Chứ không phải mới gì xong cái việc đó rồi là khỏi cày nữa. Không phải. Tiếp tục cày để mà có một số tiền tiết kiệm, cái tiền dư. Dùng số tiền dư đó đi đầu tư, rồi vẫn tiếp tục cày, hoặc là vẫn tiếp tục mở ra một cái việc kinh doanh gì đó nữa, rồi lại có thêm một nguồn tiền mới. Thứ nhất là bạn phải có một nguồn income trước để cho bạn sống trước đã. Sau đó tới cái giai đoạn an toàn rồi đó thì bạn bắt đầu học thêm kỹ năng gì đó, hoặc là làm thêm cái gì đó để có thêm nguồn income thứ hai. Dùng cái nguồn income số 2 đi đầu tư, rồi tiếp tục rảnh thời gian thì bắt đầu nghỉ việc toàn thời đi, nghỉ cái việc full time đó đi. Thì có được cái nguồn này đầu tư được rồi thì bắt đầu rảnh thời gian nhiều và đi tìm những cái cơ hội, và tiền nó sẽ tiếp tục nó nhân lên. Hoặc là rảnh thời gian rồi thì đi học những cái kiểu đầu tư khác. Ví dụ bạn đang đầu tư bất động sản thì bất động sản nó có vô vàn kiểu đầu tư, mua đất farm, mua đất nền, hoặc là làm nhà xây dựng, hoặc là kết hợp với người ta làm xây dựng, hoặc là mua về sửa bán, hoặc là làm thuê cho thuê, đủ kiểu hết đúng không? Rồi nếu mà bạn có thời gian nữa thì học thêm chứng khoán, học thêm đầu tư tiền mã hóa, học thêm đầu tư về cổ phiếu, đủ kiểu hết mà. Buôn bán xe, rồi buôn bán điện thoại đúng không, rồi buôn bán laptop, bạn có cái khả năng. Hoặc là buôn bán Amazon, hoặc là bán đồ, bán cây, bán kiển, cây hiếm, cây thường gì đó, đủ kiểu hết đó. Hoặc là bán trái cây, những người bạn mình bán trái cây cũng kiếm một tháng được mười mấy ngàn. Cái vấn đề ở đây đừng có cho các bạn có suy nghĩ là tôi phải đi cày để tôi mới có tiền. Có những người khác người ta không dùng, người ta không đi cày, người ta vẫn có tiền, người ta ở nhà người ta làm thôi. Thì mỗi người nó có cái nỗi khổ riêng của mỗi người đúng không? Nhưng mà vấn đề ở đây á, đừng để cái suy nghĩ là phải đi cày mới ra tiền, mà nó hại cuộc đời các bạn. Nó đã hại mình 4 năm, 3 năm rồi đó. Lúc đó mà mình càng nghỉ việc càng sớm á thì mình lại không tốt nghiệp được. Mà mình không tốt nghiệp được thì mình không ở lại được. Nó bị một cái vòng lẩn quẩn như vậy á. Phải tốt nghiệp, có bằng cấp, rồi học thêm tiếng Anh nữa thì mới được ở lại đúng không? Thì mình phải, mình lúc đó thì mình chưa có tiền để mình đầu tư, thì bây giờ mình phải đi cày. Mình đi cày mục đích là để, mục đích sâu xa là để ở lại. Sau khi được ở lại rồi á thì mình cũng vẫn cày tiếp, chứ không phải lúc đó ngưng. Cày xong là làm gì? Cày xong rồi, ngoài cái chuyện đi học ở trường xong rồi, tốt nghiệp rồi, thì bây giờ lại tiếp tục cày, lấy tiền để đi học những cái lớp dạy con làm giàu của Rubik Kiyosaki. Rồi đi học những cái lớp về đầu tư, đi học những cái lớp đầu tư về mã hóa, tiền mã hóa, đầu tư về chứng khoán, rồi biết nó giá trị tương lai của nó gì thì bắt đầu mới đầu tư. Đầu tư bây giờ thì bắt đầu mới khỏi cày nữa, không cày nữa rồi bắt đầu có ra làm ăn kinh doanh. Ra làm ăn kinh doanh xong rồi có nhiều kinh nghiệm, rồi có nhiều bạn đi theo mình, rồi bắt đầu bây giờ mình hướng dẫn ngược lại. Có nghĩa là kinh nghiệm của mình đã trải qua rất là nhiều đau đớn và rất là nhiều nước mắt và nhiều xương máu rồi. Có nghĩa là mình làm công, nhưng mà ngày xưa những con đường mình đi nó không có thẳng một mạch về cho các bạn. Có nghĩa là nó cũng cong cong quẹo quẹo rồi
rồi làm nhượng quyền thương hiệu nó đủ kiểu hết á. Mình hồi xưa mình suy nghĩ lớn lắm, mình muốn làm nhượng quyền thương hiệu đó. Mình làm 3-4 lần rồi mà nó không được á. Nhưng mà cái cách làm với lại ngày xưa mình làm ở trong một cái công ty mà nhượng quyền nên mình hiểu cái đó nhiều lắm đó. Nên bây giờ mình mong muốn là mình sẽ giúp được cho một bạn nào đó để mà làm cái điều này đó. Đó các bạn thấy á, cái đường đi đó giống như ngày xưa buổi sáng mình đi học, buổi ví dụ như một tuần đi học mình học 4 môn, mình một năm mình học 2 học kỳ mình học 4 môn. 4 môn thì mình cần, ví dụ mình học một môn mình học 3 tiếng đồng hồ, 4 môn là nó ngày 4 ngày bài đó rồi, đúng không? Rồi buổi chiều là mình làm gì? Mình học bài, mình làm bài tập nhóm. Rồi mấy cái ngày kia thì mình rảnh thì mình đi chơi thể thao. Rồi buổi chiều là mình sẽ đi cày. Mình đi cày. Xong rồi buổi tối về mình ngủ, sáng mai lại đi học. Đó, nó cứ vậy, cái cuộc sống mình nó vậy đó thôi. Riêng tiếp trong vòng mấy năm á, 3-4 năm. Rồi sau đó sao nữa? Rồi sau đó là sống, học xong rồi thì bắt đầu đi cày tiếp thôi. Đó. Nhưng mà mình suy nghĩ á, cái lúc mà mình đi học là cái đầu mình nó bận quá, bận học nè, bận đi cày nè, rồi bận cơm áo gạo tiền, nó không có suy nghĩ tới cái chuyện là đầu tư. Nếu mà lúc đó mà mình nghĩ tới chuyện đầu tư, lúc đó mình đã biết YouTube rồi. Đó là mình nhớ năm 2007-2008 đã biết YouTube rồi, nhưng mà lúc đó mình không có nghĩ là mấy bạn kia làm chơi cho vui vlog rồi cho vui này nọ thôi chứ không phải kiếm ra được tiền. Nhưng mà ai ngờ sau này nó mạnh dễ sợ, đúng không? Và cái lúc đó đó là tiền mã hóa nó đã ra đời rồi. À đó, nó ra đời từ năm 2008-2009 đó. Và lúc đó mình cũng có biết là lúc đó là nó 0.00001 cent luôn kìa. Đó, 0.01 đô, và đâu có bỏ tiền vô lại đầu tư đâu, đúng không? Các bạn đâu có biết nó bao nhiêu đâu, đúng không? Rồi từ từ rồi thấy nghe, rồi bắt đầu cũng nghiên cứu, rồi xong rồi cũng coi sơ sơ thôi. Nhưng thật sự gọi là chưa nghiên cứu đâu, coi biết thôi. Một thời gian sau tới năm 2015, 16, 17 rồi bắt đầu mới nghiên cứu thiệt là sâu, rồi lúc đó mới hiểu. Rồi thôi, kết thúc video đây ha. Các bạn nhớ nha, dùng cái đầu. Và có những cái giống như bạn đang quay phim mà bạn Thiên này nói cho các bạn á nè. Ủa, những cái anh chị, những cái cô chú làm chung với em cũng nói là dùng đầu không dùng sức, nhưng mà sao người ta cả đang đi cày cả đời, đúng không? Thì cái đó nó có cái điều này, họ không có biết tiền nó có 3 level: làm ra tiền, tiết kiệm tiền và nhân tiền. Họ chỉ biết cách làm ra tiền thôi và biết tiết kiệm tiền thôi. Họ trong đầu họ sẽ suy nghĩ là tiết kiệm tiền, có tiền dư mới đầu tư bất động sản được. Mà thậm chí bây giờ mình chỉ cho các bạn cái cách mà đầu tư bất động sản không cần dùng tiền cũng có đầy luôn, người ta chỉ quá trời con kia đó. Rồi, nhưng cái vấn đề ở đây là những cái cô chú này lớn tuổi thì họ không có tiếp cận được cái cách thứ ba. Họ không có biết được là dùng tiền đẻ ra tiền, họ không biết. Có thể họ biết mà họ không làm. Và họ khuyên mấy bạn trẻ là dùng sức, đừng dùng sức, dùng cái đầu. Nhưng mà vấn đề là bản thân họ cũng không có dùng cái đầu luôn. Ở các bạn hiểu không? Họ nói là dùng sức là nghĩa là sao? Là đừng có dùng cái sức mạnh của mình làm việc sao nó giống như kiểu thái cực quyền á. Đó rồi, thái cực quyền á. Chứ không phải là dùng sức khỏe tập gym rồi này nọ, không phải vậy. Đó, ý của họ là như vậy. Rồi, thôi kết thúc video ha.